Chiều ngày 20 tháng 6, ban kinh tế, xã hội hội đồng nhân dân quận giám sát bảo hiểm xã hội quận về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế trên địa bàn quận. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên ủy viên ban thường vụ quận ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận. Đồng chí Vũ Xuân Phúc ủy viên quận ủy, trưởng ban kinh tế, xã hội hội đồng nhân dân quận chủ trì buổi giám sát. Bảo hiểm xã hội quận hiện quản lý 770 đơn vị, hơn 10.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên địa bàn quận ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với hai cơ sở khám chữa bệnh. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được đảm bảo, không có đơn thư khiếu kiện của công dân. Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được hơn 585 tỷ đồng. Có 64.442 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng chi phí gần 23,4 tỷ đồng, 5.910 lượt người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn ra phổ biến. Đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, số tiền chậm đóng là 29,6 tỷ đồng. Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng tăng. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp tuy năm sau cao hơn năm trước nhưng tăng chậm so với yêu cầu và tiềm năng của quận. Đồng chí Nguyễn Thị Thuyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đánh giá cao sự phối hợp của Bảo hiểm xã hội quận với các đơn vị liên quan, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Đồng chí đề nghị Bảo hiểm xã hội quận đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, ra soát các đối tượng tiềm năng, đối tượng tự nguyện, phát triển số người tham gia để chính sách an sinh xã hội bao phủ sâu rộng kết luận buổi giám sát đồng chí vũ xuân phúc ủy viên quận ủy trưởng ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân quận đề nghị bảo hiểm xã hội quận nâng cao chất lượng phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp lưu ý các doanh nghiệp khắc phục tình trạng xuất toán khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kiên quyết khắc phục tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt hoạt động